À, hiện tại là đang trời mưa luôn ha các bạn. Và Quy đang có mặt tại đường huyện lộ 23B thuộc xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang ha. Dạ. Đó, Quy đang kêu bán một cái miếng đất là ngang 6, dài 30. Đó. Các bạn thấy lô đất này là đã được rào lưới cắm ranh rất là rõ ràng ha. Miếng đất này là ngang 6, dài 30. Dạ. Đã có sổ hồng riêng rồi. Và có diện tích thổ cư là 110 mét vuông ha. Dạ. Miếng đất này là nằm tại mặt tiền đường huyện lộ 23B, cửa ngõ vào khu công nghiệp Bình Ninh. Đó. Ở đây thì mình có hai đường chính để đi tới đất. Một là các bạn có thể đi từ ngã ba Chú Sang, sau đó vô tới Ủy ban dân xã Hòa Định và chạy theo đường đó, chạy xuống cầu Hòa Thành. Còn nếu không thì mình có thể đi từ cây xăng 10 công, mình đi tỉnh lộ 87 và mình sẽ đi vào, mình sẽ gặp cái đường huyện 23B này. Khu vực ở đây thì mình có thể xây nhà cửa hoặc là kinh doanh, mua bán hay là mua đầu tư. Cái giá bán của lô đất này là 850 triệu và bên Huy chấp nhận trả trước 30%, tương đương với 250 triệu. Và phần còn lại thì sẽ liên kết với ngân hàng hỗ trợ cho vay. Đối với người mua là ở 6 tỉnh Tiền Giang và 5 tỉnh giáp với Tiền Giang, bao gồm là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Lãi suất là 1% một tháng ha, và mình có thể trả gốc trước hạn bất cứ lúc nào. Đó, như các bạn thấy là cái lô đất này là rất là gần cái trường mầm non Bình Ninh cơ sở 2 ha. Trường mầm non rất là dễ thương, cũng giống như là trên cái tuyến đường đi vào khu công nghiệp Bình Ninh. Đó, nãy Quy từ đất Quy chạy chút xíu là tới trường mầm non và chạy một chút xíu nữa là mình sẽ đi vào tuyến đường đi vào trong khu công nghiệp Bình Ninh ha. Đó, như các bạn thấy mình chạy tới một chút xíu thì mình sẽ gặp một cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ như thế này, và mình cách khu công nghiệp Bình Ninh là tầm khoảng chừng 500 mét nữa ha. Khu vực ở đây thì cũng rất là đông đúc, nhộn nhịp.